Man United đang chờ đến ngày 1 tháng 7 để chi 60 triệu euro giải phóng hợp đồng cho Kim Min-jae với Napoli. Việc chờ đợi của Man United đã tạo điều kiện cho Bayern Munich đứng tay trên trở về người Hàn Quốc. Theo đó, Bayern đã nhanh chóng thuyết phục thành công Kim Min-jae chuyển đến Bundesliga. Theo Fabrizio Romano, Bayern Munich đã chốt mọi thỏa thuận cá nhân với Kim Min-jae. Đáng chú ý, Bayern chỉ vừa trình bày dự án của mình với Min-jae trong tuần này. Ấn tượng với bản kế hoạch đầy tham vọng của đội bóng nước Đức, ngôi sao của Napoli lập tức đồng ý. Hiện tại, Bayern Munich đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng cho việc kiểm tra y tế. Đồng thời, họ cũng đã lên kế hoạch ra mắt hoành tráng cho trung vệ người Hàn Quốc. Marco Kidemir, người đại diện FIFA khẳng định Real Madrid đủ khả năng chiêu mộ Kylian Mbappe ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Real Madrid đang chuẩn bị, Mbappe chắc chắn sẽ đến Bernabeu vào mùa hè này, khả năng lên đến 99, thậm chí là 100%. Số tiền Real Madrid bỏ ra để chiêu mộ Mbappe sẽ là 200 triệu euro. Trước đó, Mbappe phủ nhận mọi thông tin về việc sẽ gia nhập Real Madrid vào hè này. Tiền đạo người Pháp muốn hoàn thành nốt một năm hợp đồng với PSG trước khi rời đi dưới dạng tự do vào mùa hè 2024. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Lyon lại không muốn mất trắng Ninja Rùa. Truyền thông Pháp cho hay PSG sẵn sàng bán ngôi sao số 1 trong đội hình cho bất kỳ câu lạc bộ nào đưa ra mức giá hợp lý. Sau trận giao hữu với Australia, Messi không cùng đồng đội sang Indonesia. Theo vào đó, Messi rời đội tuyển sớm để nghỉ dưỡng cùng với gia đình. Huấn luyện viên Lionel Scaloni khẳng định chính ông là người quyết định cho Messi không đá trận gặp Indonesia. Messi, Otamendi và Di Maria không yêu cầu tôi cho nghỉ trận đấu với Indonesia, nhưng đó là quyết định của riêng tôi để cho họ được nghỉ ngơi cùng gia đình. Theo Vermao Deportivo, bên cạnh việc nghỉ ngơi, sau một mùa giải căng sức thì Messi cũng cần thêm thời gian để thu xếp giấy tờ chuẩn bị sang Mỹ định cư. Trước đó, huyền thoại người Argentina xác nhận sẽ thi đấu cho Inter Miami. Với người hâm mộ Indonesia, sự thiếu vắng Messi khiến họ hụt hẫng và thất vọng. Họ đang gây áp lực lên liên đoàn bóng đá, yêu cầu hoàn tiền vé vì không có Messi. The Times tiết lộ vụ Man United đổi chủ cần một thời gian dài nữa mới có thể kết thúc. Theo đó, quá trình rất khó có thể hoàn tất trước khi mùa giải mới khởi tranh. Daily Mail khẳng định phải mất từ 8 đến 12 tuần để quá trình phê duyệt hoàn tất trước khi thỏa thuận chính thức được thông qua. Mùa giải mới của Man United sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 8 với trận gặp Wolverhampton trên sân nhà. Khả năng Glazer vẫn nắm quyền kiểm soát đội bóng, dù có thể chỉ còn trên giấy tờ. Việc đổi chủ kéo dài được cho là sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của Erik ten Hag trước mùa giải mới. Huấn luyện viên người Hà Lan chỉ được cấp 120 triệu bảng cho việc mua sắm. Ten Hag buộc phải thanh lý bớt những ngôi sao thừa để có thêm tiền trang trải chi phí chuyển nhượng. Theo The Athletic, Kyle Walker không hài lòng với số cơ hội được trao trong mùa giải này và đỉnh điểm là việc anh không được ra sân ở trận chung kết Champions League với Inter. Với Walker, đó là một nỗi thất vọng lớn, tờ báo Anh miêu tả. Thời gian gần đây, Pep Guardiola ưa thích bố trí hàng thủ gồm 3 trung vệ. Tình cảnh của Walker cũng khá giống với Cancelo khi cả hai đều là những hậu vệ cánh thuần. Thứ duy nhất giúp Walker trụ lại Etihad là bởi anh có thể thi đấu vị trí trung vệ nhờ khả năng trả chấp tay đôi. Dù chơi tốt ở trận gặp Real Madrid, Kyle Walker vẫn không hài lòng khi liên tục phải chơi trái vị trí sở trường trong thời gian dài. Ngoài ra, thái độ chuyên nghiệp cũng là điều giúp Walker có chỗ đứng trong kế hoạch của Pep. Chelsea đang xúc tiến quá trình chuyển nhượng Moses Caicedo, nhân tố quan trọng để Mauricio Pochettino xây dựng đội hình cho mùa giải mới. Tỷ phú Topoli và Pochettino xem ngôi sao của Brighton là nhân tố quan trọng trong dự án mới, kết hợp cùng Enzo Fernandez. Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ, các cuộc đàm phán giữa Chelsea và Caicedo đang có những chuyển biến tích cực. Những đề xuất về hợp đồng và mức đãi ngộ mà Chelsea đưa ra thuyết phục được Caicedo. Vì cầu thủ người Ecuador gật đầu chỉ còn là vấn đề thời gian. Chelsea cũng chốt mức thỏa thuận 80 triệu bảng với Brighton. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi hiểu rằng việc giữ chân Caicedo là không thể nên chấp nhận việc anh ra đi.